Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hb.forza.com và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho anh một chút xíu về trên cái website của mình cũng như ở trong những cái video của mình hay thường nhắc tới những cái bộ preset cao cấp của mình cũng như những cái khóa học cụ thể nó là gì và làm sao để mua thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Rồi, ví dụ như là anh em đang ở trên kênh của mình, anh em có thể nhìn lên trên phía góc phải trên thì các bạn sẽ thấy cái logo HP Photoshop kiểu như này, anh em có thể click vô để xem website của mình. Hoặc là anh em có thể vô là hpphotoshop.com, ở những cái đầu video hầu như lúc nào mình cũng để cái link đó. Ví dụ như là cái video về preset chuyên nghiệp các thứ đồ đi hầu như lúc nào đó. Các bạn có thể để ý thấy cái ở dưới không? Ở dưới này, hpphotoshop.com, anh em có thể vô trong trang này để vô trực tiếp ở trong cái website của mình. Ở trong này á thì mình bên cạnh việc update những cái video mới nhất của mình cũng như là những cái bài viết chia sẻ về những cái phần mềm, những cái mẹo, những cái bài viết các thứ đồ lắp lại, anh em có thể tìm ở trên này khá là nhiều về những cái bài viết này. Mình sẽ lướt sơ qua cho anh em thấy ở trong website của mình có cái gì nha. Chưa nhỏ anh em mà chưa biết thì ví dụ như là mình giới thiệu một cái website mới này, chia sẻ cho anh em những cái plugin, những cái phần mềm nó phù hợp với anh em. Những cái thông báo nâng cấp những cái bộ reset của mình, những cái typography rồi những cái panel retouch các thứ đồ rất là nhiều, anh có thể vô trong trang HP của mình là coi ha phần bài viết. Và bên cạnh đó cái chính của cái video ngày hôm nay đó là phần cửa hàng của bên mình, thì ở trong này á mình có những cái bộ preset mà cụ thể cho những cái nhu cầu của anh em ha. Mình có ghi rất rõ ràng ở từng bộ, ví dụ như là mình đang hiện tại đang có 4 bộ. Trường hợp các bạn coi ở cái thời điểm các bạn đang coi ấy, mà có thêm những cái bộ mới ấy, anh em có thể coi để biết thêm nhé. Còn như kiểu cái hiện tại thì mình đang có 4 bộ. Đầu tiên là bộ Pro Preset, là preset đa dụng, có rất là nhiều preset trong này. Cụ thể là 90 preset. Lúc đầu thì mình có 70 thôi, nhưng mà hiện tại đã nâng cấp lên 90 rồi. Trong bài viết cái này mình chưa nâng chưa chưa sửa lại này là 90 nhé. Giá là 300, giá là 299.000 là 300 đó. Rồi bộ Film Reset là bộ chuyên cho ngoại cảnh này. Anh em có thể dùng cho tiệc hoặc là cho cái ảnh pre-wedding cũng được, hoặc là kiểu ảnh phóng sự cưới cũng được, tại vì nó khá là mood. Cá nhân mình thì mình khá là thích cái bộ Film Reset này. Rồi bộ tiếp theo là bộ chuyên cho chân dung mà dạng như kiểu chân dung trong sáng á, anh em có thể coi thử. Trong cái bộ này thì nó khoảng 20 reset, bộ phim là 25 reset, bộ này là 20, tại mình cũng chưa nâng cấp chưa có sửa lại. Ở trong từng cái sản phẩm như vậy, anh em có thể thấy là mình có những cái mô tả sơ sơ qua cũng như là một cái video demo cho anh em dễ hình dung ha. Và một bộ premium reset là chuyên cho ảnh cưới dành cho những cái studio đó, thì tùy những cái nhu cầu của anh em như thế nào để thì anh em có những cái bộ reset cho nó phù hợp. Bên cạnh đấy để cho nó gọi là mức giá nó ok hơn nữa, anh em có thể chọn những cái combo. Ví dụ như là mình có một cái combo starter, combo dành cho người mới bắt đầu á, thì mình sẽ có một cái khóa học Photoshop cơ bản và bộ Pro Reset để anh em vừa học Photoshop cơ bản vừa có thể học được có những cái preset để chúng ta sử dụng để blend màu cụ thể để cho nó nhanh kiểu thế. Cái khóa học Photoshop cơ bản sau này mình sẽ có thêm những cái khóa học về Lightroom, khóa học chuyên về blend màu, khóa học retouch ảnh cưới bla bla bla, em có thể coi trên này nhé. Thì quay trở lại cái combo á, thì mình có những combo bao gồm những cái preset thì mình gom lại và mình giảm giá mạnh hơn. Ví dụ như là combo semi pro bao gồm là những cái combo semi pro này gồm là nó dành cho những cái bạn mà chúng ta chụp hình bình thường, chúng ta có thể là chuyên nghiệp nhưng mà chúng ta không cần phải quá cao cấp kiểu thế, thì em có thể mua cái bộ semi pro này. Cá nhân mình, anh em nào đang thắc mắc thì đa phần là mình sẽ hướng anh em vào mua cái bộ semi pro này bởi vì giá thành nó ok. Giá thành rất là ok, bao gồm bộ light, bộ phim, bộ pro thì tổng nó loanh quanh khoảng cỡ 150 reset gì đó, khá là nhiều và đa dạng thể loại cho anh em. Rồi bộ professional là toàn bộ cái reset của mình ha. Và một bộ combo VIP thì toàn bộ cái sản phẩm của mình bao gồm cả khóa học, ví dụ như là trong này là bao gồm cả khóa học Photoshop cơ bản, bộ Pro, bộ phim, bộ Live, bộ Premium đó, thì mình sẽ có cái bộ VIP đó. Thì để mua thì khá là đơn giản thôi, bởi vì mình vừa mới tích hợp cái cổng thanh toán trực tuyến ở trên website của mình rồi. Ở đây anh em chỉ cần nhấn vào nút mua hàng ha. Ví dụ như là anh em muốn mua cái bộ combo professional toàn bộ cái reset của mình đi. Cái này nó sẽ loanh quanh khoảng cỡ 180 reset ha, khá là nhiều. Dành cho anh em làm chuyên nghiệp luôn đó, anh em có thể mua cái bộ này cũng được. Anh em sẽ nhấn vào mua hàng. Ngay lập tức nó sẽ cập nhật lên cái phần giỏ hàng này của anh em này. Đó, Combo Professional đã được thêm vào giỏ hàng. Anh em có thể vô xem giỏ hàng hoặc là anh em nhấn trên này để chúng ta qua phần check out cũng được ha. Ở trong này á, thì nó sẽ có những cái tổng quan sơ lược về những cái sản phẩm anh em đã mua. Thì ở trong này nó sẽ có một cái gọi là mã ưu đãi, anh em có thể nhập cái mã ưu đãi vào. Ví dụ như là
Mã ưu đãi này hầu như thời điểm nào cũng sẽ có, ít hay nhiều. Ví dụ như là hiện tại đang có ưu đãi 10% Tết Trung Thu, thì anh em có thể click vô cái thì mình sẽ ra cái trang mà mình thông báo là cái dịp Tết Trung Thu thì mình có một cái code giảm dành cho sản phẩm nào đó. Ví dụ như là Tết Trung Thu này thì mình đã có code 10% dành cho là các combo preset đó. Thì anh em chỉ cần nhập vào đây thôi. Ví dụ như là cái code hiện tại là plan Trung Thu thì em bấm áp dụng. Ở thời điểm em coi thì có thể nó là cái code khác, anh em có thể coi cái bài ghim hoặc là những cái thông báo về phần ưu đãi ở trên fanpage của mình nhé. Phần ưu đãi đây mình sẽ quay lại, anh có thể vô trong cái phần ưu đãi này, trong cái phần ưu đãi ở trên fanpage á, anh có thể coi trên này thì nó sẽ có những cái code dành cho anh em ha. Click vô cái là biết code thôi. Ví dụ như là cái này đi, cái Tết Trung Thu đây thì code là plan Trung Thu, nhấn vô cái tự động sao chép, anh em qua đây anh em thêm vô và bấm áp dụng. Thì như cái code hiện tại thì đang giảm 10%, thì trừ 900 thì giảm thêm nữa, thêm 90 nữa thì còn 801. Em có thể thấy là giảm này là giảm rất là nhiều nha, tại vì ví dụ như là cái cửa hàng của mình đi thì đúng ra cái bộ Pro Preset này giá gốc nó tới 1,6 triệu nếu như anh em mua lẻ, thì mua combo này mình gom lại mình giảm xuống còn 900 rồi đó, nhưng mà mình vẫn có thể giảm thêm cho anh em vui vẻ thôi. Thì mình còn 801 thì anh em có thể bấm tiến hành thanh toán. Ở đây thì anh em có thể thêm những cái thông tin cá nhân của anh em vô đây để mà mình biết, để mình sau này ví dụ như là có những cái ưu đãi hay là những cái quà hay là những cái gì đó thì anh em có thể nhập vào đây ha. Số điện thoại, địa chỉ email, nhớ là phải có địa chỉ email nhé, tại vì ví dụ như là gửi những cái sản phẩm này thì mình sẽ gửi qua email cho anh em. Rồi tiếp theo sau khi xong rồi anh em có thể chọn thanh toán trực tuyến ngay trực tiếp luôn, hoặc là chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên mình ưu tiên là anh em sẽ dùng cái thanh toán trực tuyến qua ngân lượng nha, tại vì cái ngân lượng thì nó rất là đáng tin. Rồi bấm thanh toán ngân lượng đó, thì ở đây yêu cầu như mình chưa nhập này thì mình sẽ nhập đại đi đó, Việt Nam, tỉnh thành Bà Rịa Vũng Tàu, nhập đại huyện Châu Đức, kiểu thế. Rồi bấm thanh toán ngân lượng, mình sẽ đẩy trên website của mình sẽ đẩy các bạn qua bên trang thanh toán riêng của ngân lượng nha. Thì ở trong trang này anh em có thể sử dụng rất là nhiều những cái cách thanh toán anh em thích. Số dư ví ngân lượng thì chắc mình không có nhiều người sử dụng ví ngân lượng đâu, nhưng mà hai cái cuối này, cái thẻ thanh toán quốc tế Visa thì anh em có thể sử dụng thẻ Visa, thẻ Mastercard, thẻ JCB các thứ để anh em có thể thanh toán được, hoặc là thanh toán sử dụng cái internet banking, anh em có thể sử dụng những cái ngân hàng được hỗ trợ ở đây ha, hoặc thanh toán tiền mặt tại quầy Viettel Post, anh em vô nói bưu điện là anh em điền thông tin này xong ha, ví dụ như là 15 15F, bấm tiếp tục thì ngay lập tức nó sẽ đẩy anh em qua cái phần thông tin để anh em có thể chuyển khoản trực tiếp. Email của mình đã chụp rồi. Đại khái là thế. Hoặc là anh em có thể sử dụng mobile banking để anh em chuyển khoản. Đó, thì sau khi chuyển khoản xong thì đơn hàng sẽ hoàn tất. Lúc đấy anh em có thể inbox trên fanpage hoặc là gọi số điện thoại của mình thì mình sẽ gửi file cho anh em. Nhưng mà tất nhiên là anh em hoàn tất xong á thì mình cũng sẽ nhận được cái email đặt hàng của anh em, thì mình sẽ gửi preset, những cái khóa học và những cái sản phẩm anh em mua qua cái email cho anh em ngay. Hàng tháng thì mình sẽ có những cái nâng cấp miễn phí. Ví dụ như là bộ Pro đi thì hồi trước là 70, khoảng năm ngoái là 70, nhưng mà nâng cấp dần dần, dần tới thời điểm hiện tại, thời điểm tháng 9 á thì mình đang có 90 preset cho bộ Pro rồi. Bộ phim, bộ live cũng vậy, lúc nào cũng sẽ có nâng cấp thêm. Thì lúc đó anh em chỉ việc vô trong email cũ mình gửi cho anh em á, anh em tải lại là anh em sẽ có cái preset mới trong đó. Tất cả là miễn phí, một anh em chỉ trả tiền lần đầu thôi, sau đó là miễn phí nha. Thì đó là những cái hướng dẫn sơ sơ về cách sử dụng cũng như cách mua những cái sản phẩm trên website của mình. Đây là một cái cách rất là đơn giản để ủng hộ mình, bởi vì anh em biết là cái làm YouTube á tiền nó cực kỳ ít, nhưng mà mình thì mình dành gần như toàn bộ thời gian của mình hiện tại cho YouTube, cũng như là làm những cái video để chia sẻ những cái kiến thức miễn phí như thế cho anh em về Photoshop cũng như là về nhiếp ảnh các thứ đâu. Thì mình mong rằng đây là một cái cách để anh em có thể vừa một cách một phần là ủng hộ, và một phần nữa anh em có những cái preset, những cái khóa học để phụ trợ cho anh em trong cái công việc hàng ngày ha. Thì đó toàn bộ về video này. Nếu như đây là lần đầu hẹn đến với kênh của mình thì mình kéo xuống xíu, nhớ subscribe, đăng ký và comment cho mình biết là anh em muốn mình làm vấn đề gì.